Câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội. Chị Vân hỏi, nhà tôi trồng 1.000 cây hoa cúc đã được hơn 3 tháng tuổi. Hoa đang nở, thế nhưng lại bị thối, không nở được. Cây bị bệnh đã hơn 10 ngày nay, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Chị Vân thân mến, sau đây sẽ là lời tư vấn của chuyên gia dành cho câu hỏi của chị. Cái cây cúc đang có cái triệu chứng hoa bị hại rất là nhiều. Thế và trong cái triệu chứng hại đó thì nó có vẻ như là nó còn thối cả hoa. Đấy, thế và một cái rất rõ ở trên hình ảnh là cái ruộng cúc nhà chị ấy là chị trồng quá dày. Quá dày thì là một cái rất là bất lợi và rất dễ bị cái tình trạng bệnh như vậy. Tuy nhiên là bây giờ để khắc phục thì nó có một số cái biện pháp mà để cho những cái năm sau chị trồng hoa cúc chị phải làm ngay từ ban đầu, bài bản ngay từ ban đầu, và có những cái biện pháp chữa chạy gọi là chữa ngay bây giờ thì cũng đều phải được lưu ý và tiến hành. Cái thứ nhất là cái ruộng trồng cúc ấy, thì trước khi trồng bao giờ bà con cũng nên khử đất cho nó thật kỹ, gồm có hai cái giai đoạn. Một là cây bừa phơi ải dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 đến 3 tuần, trong 2-3 tuần ấy thì cũng cày bừa đảo lên 2-3 lần, đấy thì mất 2-3 tuần. Sau cái giai đoạn khử phơi ải rồi, chúng ta chuyển sang cái giai đoạn là dùng vôi bột chúng ta khử các cái lớp đất mặt, ta vãi đều ở trên mặt, xong ta đảo lên rồi lại vãi tiếp lần nữa. Đấy, thế thì cái vãi vôi bột để khử lớp đất mặt ấy chúng ta cũng cần 2 tuần nữa. Tức là vị trí cái khâu khử đất để làm ruộng cúc này mất khoảng từ 4 đến 5 tuần. Đấy, thì mới đủ điều kiện. Sau hai cái giai đoạn đó thì chúng ta mới bón lót phân chuồng ủ hoai mục cùng với lân và trichoderma thì nó sẽ đỡ. Một cái việc thứ hai nữa là trồng cúc phải trồng đúng mật độ. Chứ ở đây cái ruộng cúc này tôi xem trên hình ảnh và con trồng quá dày. Quá dày thì cái ẩm độ nó cao, mà ẩm độ cao thì vừa nấm bệnh vừa vi khuẩn gây hại, rất là tai hại. Mình trồng dày một tí thôi là cuối cùng là bị bệnh nhiều thì mình lại vứt đi, mình chả thu được cái gì. Đấy, cho nên trồng đúng mật độ, khử đất cho nó kỹ càng, bón phân và có kèm theo cái nấm trichoderma để khử ở dưới đất cho cây. Một cái biện pháp tiếp theo nữa là khi trồng xuống, có những cái đợt gió mùa đông bắc về đầu mùa thường gây mưa thì chúng ta phải thoát nước cho thật tốt. Chứ nếu trồng dày rồi lại thoát nước không tốt thì ở dưới là đọng nước, trên là bít bùng dày như thế thì rõ ràng là cái ẩm độ nó quá cao và cái nấm bệnh nó phát triển rất nhiều. Còn bây giờ khi bón, một cái điểm nữa là lưu ý là với cây hoa cúc, bà con cũng nên tăng cường chỉ sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, phân chuồng, phân xanh, không nên dùng phân hóa học nữa. Khi cây đã bị bệnh rồi thì trường hợp như cái vườn cúc của chị, chúng ta cần sử dụng một trong các cái thuốc cấp đồng, chúng ta phun ít nhất là 2 lần, cách nhau là 7 ngày. Bởi vì triệu chứng ấy, kệ hoa bị hại rất nhiều và có vẻ như là thối hoa thì nên sử dụng. Khi chớm có cái triệu chứng 1-2 bông chúng ta phải phun ngay,